Chào cả nhà. Hôm nay á, là gia đình Hòa cùng đi về Việt Nam nè cả nhà. Đó thì đây là hành lý nè. Đó thì cả nhà hôm nay đi với Hòa cùng từ Mỹ về Việt Nam nha. Ok, đây hành lý đây. Thank you. Bye. Yeah. Đó mọi người thấy không? Hành lý quá trời luôn á. Trời ơi, ở ngoài lạnh lắm cả nhà ơi. Mình đang ở phi trường chuẩn bị lên máy bay. Vô check in hành lý. Ok. Cả nhà ơi, chào cả nhà đã theo dõi kênh Hoa Ngọc Ngô. Hôm nay á, là gia đình mình nè cả nhà. Đó, đi lên từ Mỹ về Việt Nam nha. Bây giờ mình check in vô cái đường bay của Mỹ, đi qua trước một chặng nha cả nhà. Đó, từ Mỹ thì mình sẽ bay qua Los. Đó, đây hành lý đây, hành lý đây. Có đem theo đồ ăn nữa. Đây ông xã mình nè cả nhà. Ok, let's go với hai đứa con mình nè. Đó, chào cả nhà đi con. Hai cả nhà. Ok, vậy cả nhà đi với lại gia đình của Hòa nha. Đó, đi vô check in. Đi kiểm tra hành lý trước.
trứng nè, này trứng nè, trứng trứng luộc với lại cucumber là dưa leo à, rồi cà, và cái hạt này nè, hạt này mình không biết hạt gì mấy, nó tựa tựa giống như là ăn nó bùi bùi á. Thank you.
Ồ, cả nhà đó. Mình đang vô sân bay nha cả nhà. Giờ chuẩn bị lên sau khi mà check in xong rồi đó. Bây giờ mình chuẩn bị đi lên máy bay từ Phoenix nha cả nhà. Đó. Đó, sân bay đẹp quá ha. Người ta decorate rất là đẹp đó cả nhà. Ông xã mình với hai đứa con mình ở trên đó. Mình đi tà tà ở dưới nè. Cái cả nhà đây nè, khi mà mình đi xuống á thì mình tới những cái cổng nha cả nhà. Thì cái cổng á, là sẽ là gate, gate là cổng nè. Đó. Rồi cái cổng nó sẽ là I1. Rồi I2. I1 bên phải, I2 bên trái. Phòng vệ sinh. I1, I2, I3. Bây giờ Hòa sẽ kiếm I5 nha. I5 tới nha cả nhà. Sân bay á, thì mình có phòng vệ sinh đó, phòng vệ sinh nam, phòng vệ sinh nữ đó, rồi có chỗ mà để làm nước nữa nè, mình lấy nước nữa đó, thấy không? Mình có shopping nè cả nhà. Breakfast nè, có chỗ mà uống cà phê ăn sáng nè cả nhà. Đẹp không? Có bánh snack, rồi có bánh, rồi có sandwich, đủ thứ hết, đủ loại hết. Còn ở đây quần áo nè, có cái tủ nước cái bên tự động luôn đó. Bánh đủ hết các loại cả nhà, nào là bánh đủ thứ hết. Cả nhà ơi, sau khi mà đã đến được cái cổng của mình ngồi đó cả nhà, thì gia đình Hòa ngồi đây để mà đợi, để mình lên máy bay nha cả nhà. Thì bây giờ sáng nè, bây giờ là 5 giờ rưỡi sáng nha. Ở Phoenix thì bây giờ mình lấy cái này ra nè cả nhà, lấy cái này ra ăn sáng nè. Thì có cherry với lại cái hạt điều nè, ngon lắm. Rồi mời cả nhà ăn nha. Bây giờ đang check in vô cả nhà, vô máy bay nè. Mà mình là Terminal 3 lận, cho nên là mình phải đợi. Cái này là Terminal 1 nè. Đó, mình phải đợi. Cả nhà ơi, bây giờ gia đình mình đi vô máy bay nè cả nhà. Đang đứng đợi nè. Đó, Brandon. Rồi, mình đi vào thôi. Có máy bay đẹp không cả nhà? Wow. Cái chỗ này là cái chỗ mà can xích xe đẩy với bi này nọ đó cả nhà, giỏ sách này nọ nếu bự quá để ở này gửi đi cũng được, để máy bay cũng được, để vô trong này cũng được, tại cổng cái cửa chút xíu qua nên là cũng vô được, thấy không? Đó, anh chàng đẹp trai. Đây nè cả nhà, mình đang ở ngồi ngay chỗ cái cánh máy bay cả nhà. Đó, United Airlines. Hiện tại là hai cái chỗ ngồi của mình là 28F nha. Đó. Lắm lắm máy bay di chuyển. Đó, bây giờ mình ngồi seat belt vô nha. Ghế này nhỏ xíu rồi cả nhà, coi nè, trời ơi ba người ngồi luôn, mình ngồi bên trong nè, ông xã mình ngồi kế bên là thêm một người ngồi nữa. Wow, cả nhà thấy không, đèn quá trời, chiếu hoài. Để cho nó sáng máy bay chạy dễ thấy đường bay. Cả nhà, cái này là chuyến bay United Airlines nha cả nhà, cho nên nó là một chỗ ngồi là ba cái, ba ghế, một dãy là ba ghế mà trong đây có hai dãy à.
Hôm nay có hai dãy thôi. Đó, cả nhà thấy không? Có hai dãy nha cả nhà. Ông xã mình đây. Có hai dãy thì một dãy là ba ghế, bên kia ba ghế. Đó. Rồi ở trên đó là để hành lý nha. Cả nhà thấy không? Quá trời người, chuyến bay này nhiều người quá, đông quá cả nhà. Đông thiệt là đông luôn. Trời ơi. Nó chuyến bay nhỏ từ Phoenix xuống Los. Đó bây giờ cái cô đó cô đóng hành lý lại đó để chuẩn bị bay á. Để không có ngã xuống là nó bay cái hành lý xuống đụng ta chắc nổ đầu quá. Nặng lắm. Đó, cô sắp lại cả nhà. Hành lý cho ngăn nắp đó là đẩy mới được nha. Coi của phải coi hai bên luôn, dĩ bên đây đều có để hành lý, mỗi bên mỗi một chỗ để hành lý nha, mỗi một dãy để hành lý. Thank you.
seatbelt is fastened, bring your seats up, move your headrest back to the original position, and put away your tray tables and video monitors. May be retrieved from baggage carousel number 3. Once again, that is baggage claim carousel number 3. Your feedback is really important to us, so some of you will receive a survey asking you about your experience via email or in the United app. We'd love to know how you enjoyed your flight with us today. On behalf of the entire United team and our Star Alliance partners, thank you for choosing to fly with us. We hope you enjoyed your flight and we look forward to seeing you again soon. Once the fasten seatbelt sign is turned off, please stand. Cả nhà, bây giờ mình tới phi trường Lodge nè cả nhà. Ồ, sắp hành lý đi kiếm chỗ, đi kiếm chỗ ăn cả nhà ơi, đói bụng quá rồi. Ồ, đẹp không cả nhà? Wow, quá trời đẹp. Bye bye đâu, nãy mình đi ra cả nhà. Bye bye của United bên đây nè, bên trái nè cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Đó. Cũng vai bên phải là Alaska nha. Wow, nhiều hãng máy bay khác nhau lắm. Đẹp quá cả nhà. View của phi trường Los Angeles đẹp không? Đó, gia đình mình đang đi đó cả nhà. Đang đi kiếm cổng đi vô. Cả nhà ơi, cái đường bay gì mà dài thăm thẳm cả nhà. Ôi, quay cho cả nhà thấy đó. Muốn về Việt Nam á hả? Thì phải xa lắm. Đi đường lai bao nhiêu mới chặn mới tới Việt Nam của chúng ta, Việt Nam quê hương ta đó. Cả nhà thấy không? Trời ơi, đường bay thăm thẳm. Mình tới cái cổng này nha, Terminal B International. Qua tới đây rồi cả nhà. Từ Phoenix Los Angeles thì không cần phải check in nữa, nhưng mà người ta phải cho mình một cái đường đi. Một cái đường đi là khoảng nửa tiếng đồng hồ mới tới được. Thế tổng ok, giờ mình đi nha cả nhà. Cả nhà, hôm nay chuyến bay là cho mình đi thẳng luôn. Từ Phoenix Los rồi đi thẳng vô từ Los đi vô máy bay Thái Hoa luôn. Không có cần phải qua cái security nữa cả nhà. Đó, security. Đây là cái phi trường Lost. Quá trời bự luôn, mình không có cần phải đi xuống dưới đây. Đó, rồi người ta chỉ cho mình cái con đường mà đi lên luôn. Đó, nếu mà mấy năm trước là phải đi qua security chỗ này nha cả nhà. Đó. Ok. Cả nhà, mình đang ở Terminal B nè. Cái gây nào 130 cho đến 225 mình đang kiếm. Mình đang kiếm cái gây của mình. Thì cứ nhìn vô đây là biết. Ok, đâu rồi? Mới thấy đâu rồi ông ta? Đây, Taipei. Là... hình như nhảy qua chỗ khác rồi, phải đợi cả nhà. Là cái cổng 152 á. Nhìn trong đây là biết cổng của mình nè. Để đó, đó. Chạy lại đó, đi coi. Đây, yeah. Một cái tay của ông xã chỉ Eva nè. Đó, 152, cổng 152 nha cả nhà. On time 10:40. Bye. Ok, rồi bây giờ mình quay cho cả nhà sơ bay nè. Nhà thấy không? Đó, shopping đi. Ôi. Đó, Los Angeles lan cơn bán đủ loại ta. Nè cả nhà. Bán đủ loại shopping luôn đó, có Vivila Gary nè. Wow. Dữ nha.
Ủa con hơi mở xe này cái này. Wow. Future Lot là Gucci, Hummer, Burberry. Oh, đủ thương hiệu ta. Trời ơi, Future Lot này cũng nhiều ghê á. Cũng nhiều mặt hàng đồ hiệu nha. Có bookstore nữa kìa. Oh, bây giờ hiện tại là... Em bấm cho mọi người, cả nhà coi. Hiện tại là 8:15 nha cả nhà. 8:15 buổi sáng nha. Ok, phi trường này đông quá. Kìa, phi trường Lot này cũng đông. 148 thôi đó, 159 quả trái. Victoria's Secret đó, quá dữ luôn, quá đẹp, đủ loại hết, đẹp luôn cái cây nhỏ rồi ha, đủ thứ, wow, đủ kiểu nè. Đông ghê cả nha, quá trời người bắt đầu ăn đông ghê. Đó cả nhà đang ngồi đợi nè cả nhà. Quy định là đang ngồi đợi nè. Xung quanh là bán KFC rồi bán nước rồi đủ thứ đó. Mình đang tập trung ở đây hai bàn luôn. Hai bàn luôn cả nhà. Đó. Mình ngồi thì sướng lắm. Tại vì có cái ghế booth nè. Đó, ngồi rất là thoải mái luôn. Rồi ông xã mình thì đi lại mua đồ ăn rồi. Mình không biết thì mua loại nào nữa nhưng mà thôi kệ đi, cái gì ăn cũng được. Con trai mình á với lại ông xã mua hai chai water mà trời ơi, water mà công nhận nha, làm cái chai cũng đẹp ghê, mở nắp ra như là cua nước ngọt vậy đó cả nhà. Để coi uống mà thấy ngon rồi nha. Để coi đi, không biết có chanh không, thấy ngon á. Shopping đã rồi cả nhà, thơm kho mát nè. Ô, nhiều loại shopping quá trong cái khu này. Nhưng mà bây giờ mình đi thì nó xa bớt à, nó tay quá trời luôn. Mà bây giờ mình đi thì trong đây nói chung là shopping nhiều lắm nhưng mà nó mắc lắm cả nhà ơi. Tại vì ở ngoài chỗ mình mua thì có thể rẻ hơn. California áo. Ơi, mình đang đi đây, con trai mình kìa. Con trai mình không chịu đi ngoài này mà đi trong đó để cho nó thoải mái. Tự động chạy mà cũng đi bộ cũng vậy à. Ôi sương mai bự ghê không cả nhà. Bự ơi là bự luôn. Ca tay bên kia kìa. Ôi, đi trên lầu nữa kìa. Sương mai, máy bay. Máy bay này bây giờ mình qua mình đi máy bay bự nha cả nhà. Đây cái cổng 152. Cái cổng của mình đã đến rồi. Eva Airlines. Eva Airlines. Cả nhà ơi, bây giờ mình đang ở dưới Los Angeles chuẩn bị vô máy bay nha cả nhà. Bay khoảng 14 tiếng mấy lần á. Thì mình sẽ tới Taipei Đại Bắc nha cả nhà. Thì bây giờ là mình đang đợi máy bay đi tới. Bây giờ mình trước mặt của mình là máy bay Korea. Thì Korea Airlines cả nhà. Mình quay cho cả nhà coi này nha. Đó, cả nhà thấy không? Michelle and Susan Gomez Emmanuel and Vicenza Jones, Timothy Underwood, Teddy Bertie James, Wax, Isa and Mark. If you're the main and if you're the terminal, come see me at the podium of gate 07. Chỗ này là vận chuyển hàng quá hay là chiếc bay Korea Line. Nhưng mà mình không có đi Korea này, mình đi bên Eva. Đó, mình đang đợi máy bay Eva tới nha cả nhà. Hai con trai mình đang ngồi đợi nè. Đây là cả nhà, đây là chuyến bay của mình nè. 152 Thai Bi đó. Trời ơi cả nhà, bữa nào đi được cái phết lát cũng ngon lắm cả nhà. Đã nha. Ghế bự. Phết lát nè cả nhà. Đã không? TV. Rất là sướng, hôm nay phết lát ha. Rồi, bữa nào thử phết lát coi.
Để kỳ tới nha. Bây giờ mình đi xuống dưới đây cũng ngon lành lắm nè. Đó, ghế bự không? Ghế thoải mái nha. Ồ, máy bay này mới à. New. Ủa, 54 right? 54 tiếng thẳng. Quá trời người luôn đó nha. Quá trời người luôn. Ok. Giờ mình đi xuống. Ngồi dưới này cũng ngon nè, ngủ đã luôn. Ô sao trên đây vắng, dưới này hơi bị đông rồi nha. Ở trên này vắng á anh. Thấy mình hơi bị đông á. Ok, có ai ship nè, cả nhà thấy không? Đây là phòng vệ sinh nè. Phòng vệ sinh. Này để đi quay lại. Mà nếu mà ghế mà phải ngồi yên chút này cũng ngon nha. Thẳng cái cảnh luôn. Ở dưới quay á anh. Đẹp, view đẹp. Ngồi ngay cửa luôn. Vô, cả nhà ơi, vô vô. Mình ra ngoài cửa ngồi đi cả nhà ơi. Bỏ đau xuống rồi, đo đời sai. Rồi, xong mình tới rồi. Bỏ xuống, bỏ người phải nằm xuống. Đo đời sai. Rồi. Xuống cả nhà. Đây. Ở đây thì có gì? Đây cái bàn ăn. Bàn ăn nha cả nhà. Bàn ăn này sướng nè. Rồi có mở ra được nè. Đó, gấp ra thấy không? Cả nhà thấy không? Sướng không? Rồi. Đó. Đây lại. Còn kia ông xã mình đang bỏ hành lý lên. Đó. Rồi. Bỏ hành lý lên rồi. Rồi xong rồi. Ủa? Đó, ngồi đó luôn. Ừ, ngồi đó luôn. Đi là 4 người qua đó luôn. Trời ơi, 5 người quá cả nhà. Mà xuống cái là ngủ có cái cho cái mền nữa nè. Cái mền. Ủa, cái này là của quà, quà đem theo. Lấy hơi đeo cổ. Rồi. Rồi đủ gì nữa, còn có gối nữa. Cho cái gối nữa nè. Và E. Đó. Oh, quá dữ luôn. Mình đang ở trên máy bay nè cả nhà. Đó. Đang đợi máy bay. À, tất cả mọi người đều bỏ đồ hành lý lên trên hết được rồi, đóng lại hết rồi xong rồi chuẩn bị máy bay sẽ cất cánh nha cả nhà. Đông lắm cả nhà thấy không? Sau lưng của Hòa nè. Nhiều người lắm, ta ngồi chuẩn bị hết rồi đó. Đây, con trai của mình đây. Và ông xã của mình bên kia. Bây giờ một lát nữa đó là mình sẽ ngủ một giấc nữa rồi máy bay bay lên. Xong rồi á, thì người ta mới chuẩn bị sẽ phục vụ cho mình cái món ăn sáng hay cả nhà. Tự vì hồi sáng giờ là mình chưa có được phục vụ ăn sáng, mình chỉ tự mua ở phi trường thôi, ăn để lót dạ thôi chứ không phải là no lắm. Rồi một lát nữa mình sẽ được phục vụ ăn sáng rồi, và Hoài sẽ quay cho mọi người coi chi tiết thêm nha. Ồ, cái này là người ta cho hả con? Yeah. Oh, thử hàng coi. Cái này á mọi người là mỗi người có một cái. Ủa không lấy đâu rồi. Nên dùng cái lên trên cái ghế á. Vậy hả? Yeah. Rồi bây giờ tháo ra đi rồi con ngắm vô, con ghim vô nghe nhẹ. Thấy không? Ok không? Ủa này ghim đây hả con? Ồ, quá dữ ta. Tao nghe thôi. Vô. Ồ, biển ta. Vì hết bí. Cái này là để nghe nhạc hết cả nhà. Để mình kiếm rồi mình cũng có một cái. Rồi.
Máy bay chuẩn bị di chuyển. Korea.
Lát nữa mình thử mình qua đáp tới Thái Lan rồi thì mình để coi coi tới Đài Bắc á, thì sẽ có những cái shopping, những mặt hàng gì thì mình sẽ view cho cả nhà mình cùng coi nha. Cả nhà nhớ đón xem tiếp tục nha cả nhà. Cả nhà thấy video mà hay á, thì cả nhà nhớ là nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký kênh cho Hòa nha. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ Hòa rất là nhiều.
bắt thay bị á, nhưng mà hiện tại bây giờ đang đợi, khoảng một gần một tiếng là mình lên máy bay luôn nha. Đây mình quay cho cả nhà coi nha, đó xung quanh background của mình này. Người ta đang ngồi đợi đó, nhiều lắm. Con trai mình đang đọc sách nè, đằng kia người đang đợi, ngồi đợi nhiều người lắm, mấy chuyến bay này nhiều người lắm mọi người. Cả nhà ơi, đó ông xã mình đang ngủ dậy xong rồi, giờ đang coi phim. Con mình đang chơi game nè, đó bây giờ tối rồi thì giờ trong đây người ta tắt đèn nhé nha cả nhà, người ta tắt đèn đi ngủ. Ở ngoài thì đang là trời sáng nha, nhưng mà đang đi qua biển rồi, đi qua ocean rồi đi qua mây nữa, trên tầng mây. Còn này mấy đứa con mình đang chơi game nè, chơi game sao mà ngủ đã không. Ngoài này sáng trưng rồi cả nhà, ngoài này sáng trưng rồi đó. Wow đó. Đang ở trên mây nha cả nhà. Rớp quá trời chàng trời luôn.
tới rồi nha cả nhà, tới Đài Bắc rồi nè. Cái máy bay Y và E nè, cả nhà thấy không? Bự ghê không? Đó, đậu vô rồi, giờ xuống xuống sân bay phi trường của Đài Bắc nha. Wow, thời tiết hình như trời mưa, không khí lạnh đó nha, vẫn còn lạnh. Ok, bây giờ mình đi vô xuống nha cả nhà. Mọi người đang chuẩn bị lấy đồ nè. Mình đang ở sân bay Đài Bắc nha. Quá trời đẹp luôn. Cái con này đẹp quá ha. Nó con rồng rồi. Cả nhà ơi, bây giờ mình tới rồi. Tới Taiwan rồi. Đẹp không? Biểu tượng con rồng. Happy New Year. Đó, Omega, Omega. Thôi. Nhiều kiểu cả nhà. Nói chung là đồ shopping ở đây nhiều lắm nha. Nhiều loại lắm. Ồ. Oh, áo cũng đẹp dữ vậy ta. London, London. Burberry. Kiểu cũng đẹp ha. Này là cổng số 6, mình là cổng số 8. Ồ, ở đây bán trà nhiều lắm nè, trà Đài Bắc cũng ngon lắm nè. Trà với rượu. Ở đây có bán trà Đài Bắc cũng ngon lắm nè. Chồng yêu, trà Đài Bắc hot kìa. Dữ lắm. Ồ, đẹp không? Nè, tôi bán uống tự động mà không? Mà không mà mua. Nó cái máu tự động. Bolo kìa. Không, đi sân bay này nó hay đẹp này không? Ủa sao vậy? Còn mẹ này đẹp lắm mà. Trời ơi. Đẹp không? Ồ, Tory Burch nè. Long Chain. Ok, Victoria's Secret kìa. Thấy nó đẹp không? Ủa sao bỏ mấy cái này vào chỗ đó ta? Sao lại? Bán rượu kìa, ba thấy không? SO nè, chồng yêu. Oh. Ừ, SO này dữ hả? Hennessy. Hennessy này dữ nè. Hennessy SO ba, chồng yêu. Come here. Nè. 5.950 là... Nhưng mà mình đâu biết quy đổi ra của cái tiền Việt mình là bao nhiêu. Ồ, oh, đâu. Rồi. Ồ, oh, chỗ bán game Philip. Ê, xế, ê, Doraemon. Doraemon cái gì kìa? Mario. Thấy. Sunny hả? Là cái bát tụi con nói hả? Cái này không mua nữa. Nhưng mà để coi coi nhiều khi của Mỹ hả? Hả? How much this one? This one? Yeah. How much? Dollar. Dollar? Yeah. Nó này mắc in gì? Mắc in gì vậy con? Đúng rồi.
Sony của nó. Ôi Sony hả? Ôi Sony mua ở Mỹ thì nó không có ai, nó có. Có không? Ở Mỹ thì hơn chứ. 541. Ở đây thì người ta sẽ mất hơn, nó còn mất nhiều nữa. Ôi nói nhiều nè, coi chăm quá. Có không? Boston. Ôi đây đẹp quá ha. Nói thank you đi. Tối đẹp quá ha. Anh chị ơi, 500 mấy anh chị. Ở bên đó nhiều. Ủa? Thôi mà bên đó thì nó tốt hơn chứ con. Trời ơi, C8 mình đẹp quá ba. Cho biết. Tới chỗ rồi nè. Ờ, C8 vô đây. Cổng tới chỗ, cổng về Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam. Đó. Đài Loan Cinema Waiting Room. Ủa? Như mình là vệ sinh của bên Thái Bình là cả nhà. Mình chuẩn bị lên máy bay đi Thái Quan về Việt Nam nha cả nhà đây. Hello hello. Hi. Hi, chào. Hello. Này. Wow. Bên đây là cho khách VIP đó. Đây. Nhiều người ghê. Nhiều lắm mà. Chỗ này là để nước nóng này nọ. Rồi, giờ là tối ở Đài Loan nha cả nhà. Bây giờ tối này chuẩn bị nè, chuẩn bị bay. Hồi nãy mình ngồi á. Chào đón quý khách trên chuyến bay của hãng hàng không EVA, một thành viên của Liên minh hàng không Star Alliance, mang số hiệu BR381, khởi hành từ Đài Loan đến thành phố Hồ Chí Minh. Để bảo vệ sức khỏe của quý khách và những hành khách khác, chúng tôi kiến nghị quý khách đeo khẩu trang nếu cảm thấy không khỏe. Ngoài ra, nếu quý khách có các triệu chứng như sốt hay đang dùng thuốc hạ sốt, xin vui lòng thông báo ngay lập tức cho tiếp viên chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý khách. Sau này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị an toàn trên máy bay để đảm bảo sự an toàn của quý khách. Xin vui lòng chú ý vào sự hướng dẫn này. Xin cảm ơn. Rồi, gần tới Hồ Chí Minh rồi. Chuẩn bị đáp xuống nha cả nhà ơi. Đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không xuống rồi, nhưng mà cũng phải còn ngồi đây đợi để khi nào đèn lên rồi mọi người mới ra nha cả nhà. Thay mặt cơ trưởng và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng hãng hàng không EVA, một thành viên của Liên minh hàng không Star Alliance. Hy vọng quý khách đã hài lòng về chuyến bay này và ước mong sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay sắp tới. Các thiết bị điện tử phát sóng có thể được bật lên. Xin cảm ơn quý khách và kính chào tạm biệt. Quay sân bay Việt Nam để chia sẻ cho người nước ngoài, người ta về á, người ta muốn coi cái cảnh sân bay Việt Nam và các cô chú anh chị, các bạn ở khắp mọi miền đất nước cần nhớ Việt Nam, cần coi xa quá, xa quê hương lâu không có về thăm quê hương, về chơi Việt Nam, về ăn Tết á, thì đây cũng là một cái chia sẻ của Hòa gửi đến các cô chú bạn để cùng niềm vui, cùng niềm vui về Việt Nam để ăn Tết cùng gia đình nha cả nhà. Cả nhà ơi, về tới Việt Nam rồi, phải đi xe bus đông quá. Đi và airline. Đó, mới xuống máy bay đó, đi và airline. Trời ơi, xuống mọi người vô. Máy bay. Bây giờ đứng nè. Này xe bus Việt Nam giống xe bus của Korea luôn. Thái Lan. Đó, quá trời người không nhịn. Trời chứ ơi, chú mày chạy phải nhịn coi. Không nhịn là té luôn á. Đứng vô con nữa con. Vô xíu nữa con. Ừ, đứng nghe. Cả nhà ơi, mình đi ra khỏi rồi nè. Nè cả nhà. Mình đi ra ngay phía trường rồi nè. Ra khỏi phía trường, tới phía trường Việt Nam rồi cả nhà. Bây giờ mình có người nhà đón nha. Đó. Nhân viên mình đang đứng đợi đón đi taxi về tới nhà. Bây giờ là hiện tại là bây giờ là còn 10 phút nữa là 11 giờ, khoảng 10 giờ 50 đó cả nhà. 10 giờ 50 tối á. Bây giờ mình đi ra nha. Rồi. Ra đây quá trời người luôn, đông người dữ sợ vậy trời. Thấy mọi người thấy quá trời người không? Ôi đợi người đợi quá trời luôn. Ủa quá trời vậy. Đâu rồi, trợ lý đâu mất tiêu rồi. Hello, hello. Ai khỏe không? Ủa Nghĩa đâu? Nghĩa hả? Ai cơ? Hai cú ký. Cú ký khỏe không? Hai con Nghĩa chưa? Cái gì cao nữa? Xếp, xếp, xếp. Anh. Anh cởi lại đồ. Anh. Coi kìa, coi kìa. Cái gì cao quá. Con Nghĩa, cái gì đó sao hay gì cao quá kìa. Ô, men chắc anh chị bằng trợ lý quá ta. Chị đâu trợ lý? Ủa bên kêu taxi thì Nghĩa. Hả? Đúng rồi. Ủa. Thôi. Quá trời người luôn. Ở vùng 12. Ra địa chỉ 22.
nhé. Ok, ok. Ồ, đó. Thấy chưa? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi cả nhà ơi. Quá trời luôn. Quá trời xe luôn. Đó. Ủa phi trường Việt Nam quá trời xe luôn. Quá trời. Đông người đông luôn. Thấy không? Ở đây bên phải rồi bên trái nữa xe quá trời. Cả nhà ơi, mình tới nhà rồi, một lát nữa về tới nhà. Chắc từ đây về đến nhà khoảng nửa tiếng á. Nếu mà kẹt xe là chắc cũng khoảng 35-40 phút á. Hy vọng là không kẹt xe. Ủa hôm nay chủ nhật mà chắc kẹt xe quá. Mấy ngày hả? Ồ mẹ mình ba chủ nhật thì mình không biết mà thứ hai. Đó, cả nhà thấy không? Đang kêu taxi rồi. Ủa mình là hãng nào vậy anh? À, Thiên Ngân. Thiên Ngân, hãng taxi Thiên Ngân em. Taxi Thiên Ngân. Ôi ơi. Quá trời xe. Gần Tết rồi, đông. Anh sẽ chụp hình cho bạn luôn, quay cho bạn luôn. Yeah. Oh man. Cái nhà bây giờ là về tới nhà. Thời gian mình về tới nhà, thí dụ như mà không giờ khuya rồi kẹt nghe từ kẹt cái chỗ ra vậy thôi. Ai à, tại vì cái đường này đường còn ở trong phi trường đi ra. Trời ơi, quá trời luôn. Rồi kẹt trên cầu luôn rồi. Wow, kẹt luôn à. Đường phố Sài Gòn giờ ban đêm ngày thứ hai không? Ừ, ra về sớm rồi giờ đi đường đi đường đó sớm rồi kia không nhà nữa 35 phút nữa chưa thấy mặt hả? Hả cộng hả cộng với cái hành lý mà chưa thấy mặt hả?
đi trên đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình hả? Không, không biết. À, đúng rồi. Bình Tân. Bình gì đó. Tân Bình là Tân Bình. Sân bay là phải nằm ở Tân Bình. Hay lộn hai cái đó qua lại. Anh của mình ngồi đứng dạ, kế dạ. À? Mình đi được.